quay lưng nghe tim mình quặn thắt. Người chẳng phụ người mà vẫn dở ra, tại ta hay tại trời bày ra số Tâm xin kính chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Thanh Tâm Audio. Trong buổi làm việc ngày hôm nay thì em Tâm xin tiếp tục gửi tới các bác một combo nghe nhạc. Mà trong cái thời điểm hiện tại, combo này thì em nghĩ rằng là một trong những combo hoàn hảo nhất cho phòng khách chung cư cũng như là nhà ống, với cái nhu cầu của các bác là một hệ thống loa phải lớn hơn cái dòng mini một chút. Hệ thống loa mà các bạn nhìn trong khung hình đây là một hệ thống loa thùng đến từ thương hiệu Wafidan của Anh. Và đây là cặp Wafidan Linton 80 năm Heritage, một trong những phiên bản kỷ niệm 85 năm thành lập Wafidan Audio. Và cái dòng sản phẩm loa này em đã giới thiệu với các bác cách đây khoảng 2 năm trước với 3 màu, đó là màu walnut, màu gỗ như các bác nhìn thấy trong khung hình đây. Ngoài ra thì 85 Linton sẽ còn hai phiên bản nữa, đó là màu mahogany, màu đỏ, và một màu nữa là màu black, màu gỗ cháy. Hiện tại thì em đang có sẵn một cặp 85 Linton màu walnut. Và ở cái thời điểm năm 2024 này, mức giá đã êm hơn rất là nhiều. Và em nghĩ rằng với cái mức giá này mà để nhận được một cặp loa gọi là thiết kế to, đẹp, classic, hoài cổ cũng như chất âm tuyệt vời như thế này thì là một mức giá rất là tuyệt vời. 85 Linton ở cái thời điểm ra mắt tại Việt Nam, mức giá bán tốt nhất trên thị trường sẽ khoảng 26 triệu. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại em Tâm đang có một cặp loa màu walnut hình thức mới nguyên thùng, bảo hành hãng 1 năm. Mức giá của cặp loa này hiện tại là 23 triệu các bạn nhé. 23 triệu các bác sẽ nhận loa và cả chân loa nữa. Riêng cặp loa thùng Linton 85 này được hãng ưu ái thiết kế cho một cặp chân kim loại pha với màu gỗ walnut rất là đẹp để đồng bộ, đồng điệu với chính cặp loa này. Có nghĩa là cái chân này là chân zin của loa. Các bác có thể đặt những cái dòng loa khác nhưng đặt Linton 85 là chuẩn chỉ và hợp cũng như là đẹp nhất. Hiện tại thì em đang phối ghép Linton 85 cùng với chiếc ampli Mahjong PM7000N. Cách đây không lâu thì em có một bài đăng tải ở trên Facebook trưng cầu ý kiến của anh em, đó là giữa chiếc Mahjong PM7000N và chiếc ampli Mahjong PM8006 thì anh em lựa chọn chiếc ampli nào. Có rất nhiều ý kiến của anh em đưa ra cho cả hai dòng ampli này. Tuy nhiên, đối với một người cung cấp các sản phẩm điện tử như Thanh Tâm, cả hai chiếc ampli nó sẽ có hai cái thế mạnh khác nhau. Với PM8006 sẽ cung cấp cho chúng ta khả năng đánh công suất mạnh hơn với khả năng tiếp cận và giúp chúng ta có thể khai thác hai cặp loa song song một nút. Còn với PM7000N thì chúng ta sẽ chỉ có đánh duy nhất một cặp loa thôi. Nhưng PM7000N sẽ tiết kiệm túi tiền cho các bác hơn, đó là toàn bộ bo mạch giải mã của chiếc PM, của chiếc NA6006 được đưa lên cái thiết bị này.
Có nghĩa là với PM7000N thì các bác chỉ cần một ampli số thôi là các bác đã có tất cả những nguồn phát rồi. Còn 8006 thì bắt buộc các bác phải mua thêm một chiếc đầu DAC giải mạng nữa. Và cả hai thiết bị này đang ở Thanh Tâm đang mức giá cực tốt. Ví dụ như là chiếc Mazang PM7000N này, thời điểm cùng kỳ năm ngoái nó sẽ rơi vào khoảng trên 19 triệu. Tuy nhiên năm nay Thanh Tâm đang sale off cực tốt với mức giá là 17,5 triệu. Kèm với mức giá 23 triệu cho cặp loa nữa, 17,5 và 23, thì chúng ta các bác sẽ có một cái mức giá khoảng 40 triệu là các bác đã đầu tư được một bộ dàn đẹp, xuất sắc, chuẩn chỉ, chuẩn mực cho cái hệ thống âm thanh nghe nhạc chung cư cũng như phòng khách nhà các bác. Em sẽ quay gần hơn để các bác sẽ có thể ngắm nhìn được cái vẻ đẹp của cả bộ đôi thiết bị này. Đây là chiếc Mazang PM7000N. Chiếc này thì em đã làm clip rồi, rất đẹp, xuất sắc, nguyên thùng xốp, có nghĩa hàng siêu lướt từ thị trường Nhật. Đẹp tuyệt vời, xuất sắc luôn. Em Tâm sẽ bảo hành, riêng con máy này sẽ bảo hành cho các bác 6 tháng. Còn sẽ bảo hành trọn đời máy về cái trách nhiệm. Còn đây là phần cặp loa. Cặp loa thùng thì như các bác đã nhìn thấy thì chúng ta đang có một cặp loa Wafidan Linton 85-5 màu Wanut bản Heritage dạng Classic đấy. Và các bác có thể nhìn thấy đó là cái phần chân loa. Chân loa được làm bằng kim loại. Ở phía trên và phía dưới đều được ốp hai cái miếng gỗ màu walnut hợp với cái màu của loa. Kích thước thùng loa là 56cm chiều cao, chiều sâu là 33 và chiều sâu là 34 và chiều rộng là 30cm. Chúng ta sẽ có một hệ thống loa với 3 đường tiếng. Chúng ta sẽ có củ bass đường kính 20cm, trung đường kính 13,5 và tép đường kính 2,5. Toàn bộ cái phần màng loa của bass cũng như của trung được làm bằng sợi Kevlar. Và các bác có thể nhìn thấy đó là phần gân loa của bass sẽ được làm dạng gân ngược so với phần trung. Cặp loa này là hàng mới nguyên thùng cho nên là sẽ có đầy đủ e-can các bác nhé. Hiện tại em đang để ngoài đây, phía bên ngoài đây, cũng như là thùng em đang để đây. Ở phần vế loa bên này để các bác có thể nhìn thấy này, cái vân gỗ walnut ấy, cái màu gỗ walnut nó cực đẹp luôn. Nói chung là cả 3 màu của Linton 85 mà em Tâm đã trải nghiệm đều là 3 màu đẹp xuất sắc hết. Tùy vào cái không gian của các bác như thế nào các bác sẽ đặt cho phù hợp. Ví dụ như cái màu gỗ walnut này nó sẽ thực sự phù hợp với những không gian nội thất nhiều gỗ. Và cái lớp nạm gỗ bên ngoài họ làm bằng một cái lớp gỗ thịt các bác nhé. Gỗ thịt luôn ạ, có vân gỗ thịt luôn chứ không phải là hàng công nghiệp đâu. Nói chung bộ này thì không có gì để chê cả. Quá đẹp, tuyệt vời luôn. Nói chung là như em thấy các bác cũng khi mà mua dàn mini, nhiều cái phòng khách của các bác nó hơi to một chút ấy. Các bác cũng sẽ phân vân giữa bộ dàn mini với những cái bộ dàn đại phối ghép. Cái ưu điểm của những hệ thống mini của em Tâm cung cấp và phân phối ra thị trường ấy, đó là đa số là những cái dòng mini đời mới. Mini đời mới thì thứ nhất là chúng ta sẽ tiếp cận được nhiều cái nguồn phát hơn mà không mất chi phí đầu tư thêm và chất lượng nguồn phát nó hay. Ví dụ như là các bác chơi nhạc không dây hoặc chơi ngọc nhạc qua wifi. Còn một phần nữa đó là cái thẩm mỹ. Cái đồ mini đời mới của em Tâm thì đều là những hàng siêu lướt thôi. Các bác có thể thấy đó là trong khoảng 2 năm trở lại đây thì em Tâm không còn làm những cái bộ dàn cổ quá cổ nữa. Tại vì là cái thị hiếu cũng như cái tệp khách của em Tâm là hướng tới những cái bộ dàn mini đời mới, chứ không phải là chúng ta cứ nhắc đến dàn mini Nhật là chúng ta nghĩ đến ngay những hàng bờ, hàng bãi, hàng gọi là hàng như anh em có thể có những suy nghĩ đó là hàng vứt đi bên kia. Các bác có thể hình dung đó là những cái bộ mini siêu lướt nó không khác gì những cái điện thoại đời mới bây giờ, những dòng iPhone, Samsung. Người ta mua, người ta dùng 1 năm người ta đã bán, hoặc 2 năm người ta đã bán, thì khi mà em đưa về những bộ dàn này nó rất là đẹp, chứ không phải là người ta đi bán những cái điện thoại Samsung hoặc iPhone những cái thế hệ đầu tiên cách đây khoảng hơn 10 năm rồi. Thì cái đấy thì em không làm. Thì các bác có thể so sánh cái dàn mini bên Nhật nó cũng đúng như thế. Các bác có thể lựa chọn mức giá rẻ với những cái hàng bãi mà đã có cái tuổi đời từ lâu. Còn các bác có thể lựa chọn những cái hàng siêu lướt mới sản xuất tung ra thị trường khoảng 1-2 năm trở lại đây, 5-6 năm trở lại đây, khi mà đưa về Việt Nam vẫn dùng rất là ok và rất là bền bỉ. Về cái bộ dàn này thì nó bản chất nó là một bộ dàn chung mà thực tế nó là chung cộng, có nghĩa là nó sẽ
to hơn cả Trung nữa. Tại vì kích thước của loa chiều cao tới 60cm thì chưa có một cặp loa Trung nào to như thế này. Các bác sẽ phù hợp đặt với nhiều không gian hơn. Còn về phần chiếc Mazang PM7000N thì không có gì để chê cả. Tuyệt vời. Một chiếc ampli size dân dụng, tích hợp công nghệ kết nối không dây. Nhưng hiện tại em đang chơi nhạc sang với chiếc máy này là công nghệ Bluetooth không dây từ điện thoại sang. Và bộ này thì sẽ đang có mức giá cực tốt. Ampli chỉ có 17,5 triệu thôi. Còn loa thì sẽ có mức giá là 23 triệu. Bắt đầu có cả thì em sẽ tính cho các bác tròn 40 triệu. PM7000N với cặp loa Wavedan Linton 85 có thể liên hệ tới số hotline của em Tâm. Các bác mua lẻ một trong hai thiết bị em cũng sẽ cung cấp cho các bác. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi hết video.